Đây là một máy phun vàng khối đính kim cương. Tất cả những phần da, gốm ceramic, da đều được kỳ lân sử dụng là vàng khối. Đây, phải dùng cái khăn chuyên để lau vàng cho khách xem. Dùng vàng thì phải có khăn lau vàng nó mới luôn luôn sáng bóng được. Đối với sản phẩm của Kỳ Lân Luxury thì nghiêm ngặt về khâu kỹ thuật, cho nên là hầu như là trường hợp rất hột là hầu như khó xảy ra. Và máy móc cũng rất là hiện đại, phục vụ chuyên cho làm những cái siêu phẩm đẳng cấp này, cho nên là đầu tư rất là kỹ nha.